kênh Cộng đồng Xây dựng tiếp tục cập nhật tình hình thực hiện dự án nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vẫn chưa được bàn giao mặt bằng để khởi công dự án. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ACV sẽ phải hoàn thành toàn bộ công tác thi công xây dựng trong 24 tháng và hoàn thành đưa dự án vào khai thác trong năm 2024. Tiến độ chung của dự án đang được xây dựng trên cơ sở được bàn giao đất trong tháng 11 năm 2022. Công tác thi công cọc đại trà, nền móng, đáy hầm công trình sẽ hoàn thành sau 4 tháng từ khi được bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành tháng 2 đến tháng 3 năm 2023. Hạng mục phần thân nhà ga hiện đã được ACV trình Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải thẩm định thiết kế kỹ thuật. Công tác chuẩn bị đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cũng đã được ACV triển khai. Dự kiến, sau khi Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành công tác thẩm định thiết kế, ACV sẽ tổ chức phê duyệt, phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 12 năm 2022, đấu thầu trong vòng 2 tháng để lựa chọn nhà thầu thi công phần thân nhằm phù hợp với thời gian hoàn thành phần móng cọc nhà ga. Hiện tại, ACV cũng đã dự kiến tiến độ thực hiện dự án khá cụ thể. Theo đó, việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán phần thân sẽ được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2022. Các mốc thời gian dự kiến thực hiện: từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, thi công phá dỡ nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình. Từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024, thi công công trình cầu vượt rẽ nhánh, đường tầng, đường giao thông, sân đỗ máy bay và sân đỗ ô tô. Từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, thi công lắp dựng kết cấu thép, phần ống lòng cố định và mái công trình. Từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 11 năm 2024, thi công phần thân nhà ga, nhà xe cao tầng và nhà cơ điện. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024, thực hiện việc nghiệm thu, vận hành thử, xin phép đưa vào khai thác. Như vậy, thời gian là không còn nhiều. Vào cuối tháng 7 năm 2022, ACV đã tiến hành động thổ thi công cọc thử hạng mục nền, móng, cọc, đáy hầm của công trình nhà ga và dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 4 tháng. ACV sẽ nhận bàn giao đầy đủ mặt bằng dự án trong tháng 11 năm 2022 để có thể thi công đại trà các hạng mục của dự án. Dự kiến, sau khi Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành công tác thẩm định thiết kế, ACV sẽ tổ chức phê duyệt, phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 12 năm 2022 và đấu thầu trong vòng 2 tháng. Dự án nhà ga hành khách T3 được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 657 trên QĐ-TTG ngày 19 tháng 5 năm 2020, tiêu chuẩn quốc tế với công suất 20 triệu hành khách một năm và các công trình phụ trợ đồng bộ, phục vụ khai thác nội địa để giảm tải cho nhà ga T1. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, không sử dụng ngân sách nhà nước. Kênh Cộng đồng Xây dựng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi kênh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin dự án trong các bài đăng tiếp theo.